Xin chào bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Sava High Speed, một thương hiệu xe của Đức mà các bác đã theo dõi kênh em lâu thì cũng biết được là cũng quá quen thuộc với cái chiếc xe này vì nó mang một cấu hình cao, khung carbon và giá cả nó rất là hợp lý. Được trang bị bộ đè sau là Tiagra, bộ đôi tay lắc Tiagra, đùi đĩa Tiagra, gạt đĩa là Shimano 105 và hai cục phanh là Shimano 105. Cấu hình nó rất là cao, giá chỉ có là 14 triệu 8. Toàn bộ phần khung trên này của chiếc xe thì được làm bằng carbon. Cọc yên cũng là cọc yên carbon. Nước sơn nguyên bản còn rất là đẹp. Do là đã qua quá trình sử dụng, cũng với cả là xe bãi nên là nó xuất hiện một vài vết xước nhỏ không thể tránh khỏi. Phía trên này là được sử dụng đuôi tay lắp một đèn Tiagra xanh là Shimano 105 bánh 700c hay Shimano. Bộ gạt đĩa là 105 này, cùi đề là Tiagra. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và các chuyển động để cho các bác xem. Giá em đã để đây luôn này, còn nếu mà em không để giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp tới khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa cọc yên đến tâm của phốt cũng là 48 cm, là sẽ phù hợp với các bác từ khoảng mét 65 66 đến 75 76 đi là phù hợp. Sau Tiagra 10 tầng lít và hai tầng đĩa cho 20 tốc độ, chuyển động rất là mượt mà. Thế thì giá của chiếc xe như em đã nói ngay từ đầu video là 14 triệu 800, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.